Vâng, xin được kính chào quý bác sĩ đã đến với chương trình Hỏi đáp cùng chuyên gia số thứ 6 với chủ đề tiếp cận siêu âm chẩn đoán đau gối chậu phải. Công ty IMED và công ty An Thịnh xin hân hạnh được cùng đồng hành với các quý bác sĩ trong chuỗi chương trình này. Kính thưa các quý bác sĩ, Hỏi đáp cùng chuyên gia là chuỗi chương trình đào tạo siêu âm trực tuyến, tạo cầu nối để quý bác sĩ gặp gỡ và được giải đáp thắc mắc cùng với các bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực siêu âm chẩn đoán. Vì thế, quý bác sĩ xin hãy luôn cập nhật, theo dõi và cũng như có thể xem lại các số của chương trình đã được phát sóng tại địa chỉ Facebook của công ty IMED và công ty An Thịnh. Ngay bây giờ, quý bác sĩ xin hãy cùng chia sẻ đường link của chương trình đến quý đồng nghiệp của mình để chúng ta có thể cùng tham gia theo dõi. Chúng tôi xin được cảm ơn quý bác sĩ. Quay trở lại với chủ đề của chương trình, đau gối chậu phải là một trong những triệu chứng thường gặp khi chúng ta thực hiện thăm khám siêu âm bệnh nhân hàng ngày. Đây có thể là biểu hiện của nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau, đôi khi dễ gây nhầm lẫn. Vậy, để nâng cao sự tự tin hơn trong chẩn đoán cũng như hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong chủ đề tiếp cận siêu âm chẩn đoán đau gối chậu phải, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Quang Trọng, Tổng thư ký Chi hội Siêu âm Việt Nam, sẽ là chuyên gia đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, em xin được kính chào bác sĩ Nguyễn Quang Trọng ạ, và cũng xin được cảm ơn bác sĩ đã một lần nữa quay trở lại với chương trình. Và kính thưa các quý bác sĩ, trong suốt thời gian thực hiện chương trình, nếu quý bác sĩ có bất kỳ những câu hỏi hay thắc mắc về chủ đề siêu âm đau gối chậu phải cần được bác sĩ Nguyễn Quang Trọng hỗ trợ giải đáp, xin hãy gửi về cho chương trình bằng cách gọi điện hoặc nhắn tin vào số điện thoại hotline của chương trình bên dưới, hoặc để lại bình luận trực tiếp vào trong livestream để được bác sĩ Nguyễn Quang Trọng hỗ trợ giải đáp ngay ở phần sau của chương trình. Và ngay sau đây, để mở đầu chương trình, sẽ là phần bài giảng lý thuyết để điểm qua một vài ý chính về các bệnh lý trong siêu âm đau gối chậu phải với sự trình bày của bác sĩ Nguyễn Quang Trọng. Dạ vâng, em xin được kính mời bác sĩ bắt đầu phần bài giảng của mình ạ. Xin chào các bạn. Tôi xin bắt đầu bài hôm nay về cái cách tiếp cận về siêu âm chẩn đoán đau gối chậu phải. Thì theo như chương trình đề ra thì chúng ta chỉ có 20 phút thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn chỉ chuẩn bị 20 phút để nghe thì không có đủ. Bởi vì cái bài này nó sẽ dài hơn, nó sẽ cập nhật nhiều thứ hơn. Cho nên các bạn thu xếp thời gian để lắng nghe. Thì thực tế một trong những cái chủ đề mình thường gặp hàng ngày khi tiếp xúc với bệnh nhân, tức là bệnh nhân đến với mình là đau gối chậu phải. Nó rất thường gặp, cho nên rằng là và chúng ta nhiều khi chẩn đoán sai cũng nhiều lắm. Thì cái bài này mục đích là chia sẻ kinh nghiệm. Và tôi không nghĩ rằng là tôi có thể làm thật tốt về đau gối chậu phải đâu. Nhưng mà dù sao đi nữa, sau mấy chục năm làm nghề thì tôi nghĩ là có chút ít kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn. Đầu tiên thì tôi gửi lời cảm ơn đến cái công ty trách nhiệm hữu hạn IMED là nhà tài trợ cho cái chương trình này. Tiếp đến thì tôi xin gửi lời tỏ lời cảm ơn. Thì trước đây người Việt Nam mình không có hay có bày tỏ tình cảm, nhưng mà tôi thì nghĩ là mình phải thay đổi. Một trong những cái là khi người ta còn sống thì mình không nói lời cảm ơn, đến khi người ta mất đi thì mình cảm ơn, thì cái người mất đâu có nghe. Cho nên và chúng ta tại sao chúng ta có mặt trên cõi đời, thì một trong những cái là phải có cha mẹ chúng ta. Thì cái người đầu tiên tôi biết ơn đó là một người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng tôi. Cái người thứ hai là cái người vợ đã đồng hành và là hậu phương vững chắc của tôi. Và cái thứ ba nó không phải là người mà là một cái đơn vị. Cái bệnh viện FV nơi tôi làm việc có một cái điều kiện môi trường làm việc rất tốt để tôi có thể có những cái hình ảnh cung cấp cho các bạn. Và cuối cùng tôi xin cảm ơn thầy Nguyễn Quý Khoáng là cái người thầy lớn nhất của tôi, và nếu không có thầy thì không có tôi ngày hôm nay trước các bạn. Và tôi xin đi vô chủ đề. Thì trước tiên tôi điểm qua về tổng quan. Thì nói đến đau gối chậu phải thì đầu tiên mà mình phải nghĩ đến đó là viêm ruột thừa cấp. Mà cái viêm ruột thừa cấp là mình phải chẩn đoán cho được có hay không. Bởi vì nếu có nghĩa là ngoại khoa, mà không có là có thể là nhiều khi chỉ là điều trị nội khoa thôi. Thì hai cái đó là hai cái thái cực hoàn toàn khác nhau. Cho nên bạn phải chẩn đoán hoặc loại trừ cho được đau viêm ruột thừa cấp. Thì nói một cách nôm na tổng quan á, thì mình cái ổ bụng mình chia ra làm bốn phần như thế này. Thì người ta cho dễ nhớ, người ta sẽ đánh đánh chữ là A B C D. A tức là 1/4 dưới bên phải, appendicitis tức là viêm ruột thừa là thường gặp nhất. B
là 1/4 trên phải, tức là biliary, tức là bệnh lý đường mật thường gặp nhất. C tức là 1/4 trên trái thì canculi, tức là sỏi về hệ niệu thường gặp nhất. Và D tức là diverticulitis, tức là 1/4 dưới bên trái. Cái này là nói một cách tổng quan thôi cho mình dễ nhớ thôi, chứ còn thực tế thì có những cái bệnh cảnh nó, bệnh lý nó chồng chéo với nhau. Thì việc siêu âm chẩn đoán viêm ruột thừa cấp nếu nó không khó, nếu điển hình, vì có nhiều ca viêm ruột thừa rất là mình đặt đầu dò vô là mình thấy liền à, nó rất là dễ. Nhưng khi mà nó không điển hình thì không hề dễ, hoặc là nó nằm sau cái manh tràng chứa đầy khí thì nhiều khi vô phương trên siêu âm. Đó. Rồi cái viêm ruột thừa ở trẻ em nó cũng nhiều hình thái khác nhau, ở phụ nữ mang thai cũng như vậy, nó không dễ gì để chẩn đoán. Cái vị trí ruột thừa đó, như các bạn biết, nó nằm ở hố chậu phải, rồi nó nằm lên mạng sườn phải, nó nằm sau manh tràng, không? Thành ra là rồi tiếp đến là cái triệu chứng lâm sàng có lúc nó không điển hình. Và theo thống kê trong sách vở thì người ta thấy rằng cái triệu chứng không điển hình nó chiếm đến khoảng 40% trường hợp, như vậy là không phải là ít. Đó. Thì đây là một cái hình ảnh cho mình thấy là đó, cái manh tràng ở đâu thì cái ruột thừa nó sẽ cắm vào manh tràng ở khúc đó. Thì cái manh tràng có khi nó nằm dưới hố chậu phải, có khi nó nằm lên cái mạng sườn phải. Rồi cái ruột thừa thì có lúc nó nằm dưới hố chậu, có lúc nó quay ngoặt lên mạng sườn. Đó. Thành ra rằng là nó triệu chứng. Thành ra cái điểm mát bất nây, kinh điển mình học, nó chỉ là tương đối chứ nó không phải là tuyệt đối. Đó. Thì ngoài viêm ruột thừa thì mình có nhiều cái bệnh lý khác, và cũng vô với bệnh cảnh đâu chỗ hỗ trợ phải, ví dụ như viêm manh tràng, viêm túi thừa đại tràng. Viêm manh tràng là nội khoa, viêm túi thừa đại tràng là nội khoa, viêm bờ mỡ đại tràng là nội khoa, thai lạc chỗ là ngoại khoa, viêm nhiễm, xin lỗi các bạn, đây là viêm nhiễm, viêm nhiễm phần phụ đó là nội khoa. Đó, thì cho một cái list đầy đủ hơn thì 1/4 dưới bên phải nó có một loạt những cái bệnh lý này. Riêng trong đây mình lưu ý cái bệnh Crohn ở Việt Nam rất rất hiếm gặp, hầu như không gặp. Đó. Còn cái 1/4 trên phải thì ngoài cái bệnh lý mật còn có bệnh lý gan. Đó, và bên tương tự bên bên trái cũng như vậy. Đó. Thì một trong những cái mình làm siêu âm mình phải lưu ý đó là mình biết cái điểm Albarador để mà chấm điểm. Bởi vì bệnh nhân đến với mình, nếu mình chỉ cắm cúi mình làm siêu âm mà mình không có cái lâm sàng là một cái thiếu sót lớn. Đó. Một trong những cái kinh nghiệm của tôi là khi tôi làm, trước khi tôi làm siêu âm một trường hợp đau hố chậu phải, luôn luôn tôi khám bằng tay trước. Và khi tôi thấy một cái phản ứng dội rất rõ thì tôi phải tìm cho ra được ruột thừa. À. Thì các chị thấy cái Albarador thì cái thang điểm này người ta đã đưa ra từ rất lâu, và tối đa là 10 điểm. Người ta thấy rằng là cái triệu chứng đau vùng thượng vị di chuyển xuống hố chậu phải cho một điểm. Triệu chứng chán ăn người ta cho một điểm, buồn nôn cho một điểm. Cảm giác đau vùng hố chậu phải cho 2 điểm. Phản ứng dội đau cho 1 điểm, sốt trên 37.5 cho 1 điểm, tăng bạch cầu trên 10.000 cho 2 điểm, và cái neutrophy nó trên 75% cho 1 điểm, tổng cộng là 10 điểm. Và nếu từ 1 đến 4, tổng cộng từ 1 đến 4 thì nó là âm tính, từ 5 đến 6 là nghi ngờ, từ 7 đến 10 là dương tính. Thì tôi nhắc lại đây là thang điểm của lâm sàng. À. Rồi, bây giờ mình ôn một số cái triệu chứng siêu âm. Thì cái gia tăng hồi âm mỡ ổ bụng trên siêu âm, tức là thâm nhiễm mỡ ở trên CT đó, tức là trên CT thì mình thấy nó tăng cái đậm độ, còn trên siêu âm thì cái mô mỡ xung quanh cái cấu trúc đó, nó sáng lên, nó hồi âm dày lên thì nó gọi là gia tăng hồi âm mỡ trên cái siêu âm. Nó có giá trị chuyên biệt cao, nó chỉ điểm bệnh lý viêm nhiễm tại vùng được khảo sát. Như vậy nó không phải là đặc hiệu cho viêm ruột thừa, mà viêm ruột thừa mình cũng thấy cái thâm nhiễm mỡ bao quanh. Rồi viêm túi thừa cũng thấy thâm nhiễm mỡ bao quanh. Nói chung tất cả những cái viêm nhiễm nó đều như vậy. Thì người ta sẽ chia ra độ, độ 1 tức là nó gia tăng vừa phải thôi. Còn độ 2 nó cái tăng đậm độ nó nhiều hơn nhiều. Và độ 3 thì cái mô mỡ xung quanh là nó sáng hẳn lên luôn. Đó, như vậy thì mình sẽ chia ra 3 độ gia tăng hồi âm mỡ. Thì nó càng sáng thì càng chắc là đó là một cái viêm nhiễm. Dạ. Cái triệu chứng siêu âm thứ hai mình phải lưu ý, tức là khi làm siêu âm chẩn đoán viêm ruột thừa là mình phải thực hiện cái đè ép trên lát cắt ngang cái ruột thừa. Nếu mà ruột thừa nó đè ép xẹp có nghĩa là nó không bị viêm, còn cái ruột thừa mà nó viêm nhiễm bắt buộc phải có triệu chứng là đè ép không xẹp.
tức là non-compressive. À, thì điều và đồng thời bệnh nhân sẽ đau chói lúc mình để ép đầu dò lên cái ruột thừa như vậy, cái đó nó gọi là dấu hiệu mắc bất này trên siêu âm dương tính. Đấy, mình có một cái ví dụ như thế này. À, mình cắt ngang cái vùng hố chậu phải, mình thấy có cái ta Z-sai, tức là cái dấu hiệu hình bia đây, đúng không? Trên lá cắt dọc rõ ràng mình cắt là cái cấu trúc ống này nó có một đầu tận, như vậy thì đây chắc chắn là cái ruột thừa ở hố chậu phải đó. Và đừng có quên là mình đẻ ép đầu dò. Khi mình đẻ ép đầu dò, cái ruột thừa này nó xẹp lép mất, thì có nghĩa đây là một ruột thừa bình thường chứ không phải là viêm. Điều đó có nghĩa là gì? Cái dấu hiệu tạc Z, cái dấu hiệu hình bia đó là ruột thừa bình thường hoặc viêm đều thấy đó. Nhưng mà mình phải thực hiện thêm cái đẻ ép trên lá cắt ngang. Nếu nó xẹp là bình thường mà nó không xẹp thì có nghĩa là nó mình nghĩ nhiều đến viêm đó. Đây là một cái trường hợp khác. Các vị lưu ý rằng là tôi đang dùng đầu dò convex chứ không phải là linear. Thông thường chẩn đoán viêm ruột thừa mình phải dùng đầu dò linear. Thế nhưng mà một số trường hợp dùng đầu dò convex mình vẫn có thể thấy, mình thấy được một cái hình bia. Sau đó mình chuyển qua cái đầu dò linear. Cái hình bia này rất rõ ràng. Và bây giờ một lần nữa mình ôn lại cái triệu chứng thâm nhiễm mỡ quanh cái ruột thừa viêm. Thì các vị thấy cái hình bia và quanh nó, cái mô mỡ xung quanh nó sáng. À, thì cái này mình sẽ đánh giá cái này khoảng grade 2 hoặc là 3, tức là vừa cho đến nhiều. Rồi, tiếp đến là mình phải thực hiện cái đè ép đầu dò. Đó, các vị thấy tôi đang đè ép đầu dò. Cái nhìn nó rung rung như vậy có nghĩa là đầu dò mình đang đè ép xuống. Và đòi ép đầu dò, cái cấu trúc này nó không, hình bia này nó không xẹp giống như cái clip vừa rồi. Điều đó có nghĩa là nghĩ đến với cái mắc bất nây trên siêu âm nó dương tính, tức là mình nghĩ đến một cái viêm ruột thừa cấp trên siêu âm. Đó. Rồi. Một bệnh nhân khác, bây giờ mình bắt đầu tiếp cận từng cái một. Khi mình làm siêu âm đây, tôi dùng đầu dò convex ảo, tức là cái đầu dò linear nhưng mà mở rộng cái trường nhìn ra hai bên. Các vị thấy đây là da mở dưới da, đây là cơ nằm bụng trước đó. Và mình thấy có một cái hình bia đây và xung quanh đó là hình ảnh thâm nhiễm mỡ. Và phía sau cái ruột thừa này, cái cấu trúc hình bia này mình thấy là cũng một cái cấu trúc ống thành dày nữa, và bệnh nhân này đang mang thai, như vậy là thai được 9 tuần. Thấy không? Và mình cắt trên lá cắt dọc thì cái mình thấy nó cấu trúc ống nó có một đầu tận. Đó. Bệnh nhân này sốt và đau hố chậu phải và mình đang làm siêu âm ở hố chậu phải. Thì như vậy thì đây là một trường hợp viêm ruột thừa cấp. Và nên nhớ như vậy thì lưu ý là viêm ruột thừa cấp đôi khi nó viêm một cái manh tràng kết hợp nữa. Và như vậy đừng có nghĩ, đừng có thấy là viêm manh tràng rồi mình kết luận chẩn đoán viêm manh tràng bỏ quên cái ruột thừa viêm này. Đó, thì cái tình trạng này là lâu lâu mình gặp, tức là nó vừa kết hợp giữa một cái ruột thừa cấp và cái viêm manh tràng. Rồi, như vậy thì bây giờ mình đưa vô cái bệnh lý thứ nhất là viêm ruột thừa cấp. Cái viêm ruột thừa cấp thì tôi nhắc lại, cái mình sẽ thấy một cái cấu trúc ống, một đầu tận, không có nhu động, ruột thừa không có nhu động, vậy ha. Và không đè ép xẹp. Và đường kính ngoài, tôi nhắc lại trước đây sách vở là 6, lớn hơn bằng 6mm. Nhưng tiêu chuẩn mới bây giờ lớn hơn hoặc bằng 7mm. Đó, theo cái tài liệu đã dẫn ở dưới đây. Đó. Thì nếu mà mình lấy tiêu chuẩn trên 6mm, á, cái độ nhạy 100%. Tuy nhiên chuyên biệt chỉ có 64 thôi. Còn nếu trên 7 thì độ nhạy nó 94, nhưng mà chuyên biệt nó lên đến 88%. Cho nên khuynh hướng sau này người ta lấy là lớn hơn hoặc bằng 7mm. Còn nếu mà mình đo nó ngưỡng từ 6 đến 7mm, nếu mình làm thêm cái Doppler mình thấy nó dầu tới máu và thành ruột thì giúp chẩn đoán được một cái viêm ruột thừa với độ nhạy là 85 và chuyên biệt là 90. À, tiếp đến, như vậy là mình phải thấy một cấu trúc ống, một đầu tận đường kính không để ép xẹp, đường kính ngoài lớn hơn bằng 7. Rồi mình ấn đầu dò thì bệnh nhân đau chói, có nghĩa lên cái ruột thừa, bệnh nhân đau chói có nghĩa là mắc bất nây trên siêu âm dương tính. Nó gia tăng hồi và mở quanh ruột thừa. Dấu hiệu cộng thêm tức là có thể mình sẽ thấy được sỏi phân. Thì sỏi thường nó hay ở gốc và nó gây tắc nghẽn và gây viêm. Thì nếu mà sỏi phân thì nó sẽ tăng cái nguy cơ thủng ruột thừa. Cho nên nếu mà những trường hợp đó nếu không mổ kịp thì dễ có nguy cơ là nó thủng sớm. Cái chóp ruột thừa thường là vị trí khởi đầu của viêm nhiễm và thủng. Đó, về lý thuyết thì nó chỉ tóm gọn như đó thôi. Đó, mà mình sẽ điểm qua những cái hình ảnh trên thực tế.
Như vậy đây là cái hình vẽ của ông Nete. Các anh chị thấy đây là một cái ruột thừa viêm, nó sưng lên. Còn đây là một trường hợp viêm ruột thừa hoại thử. Đó, rồi một cái ruột thừa viêm sau manh tràng. Và cái thể này rất là khó chẩn đoán. Các anh chị ha. Và đây là một cái áp xe ruột thừa. Dạ, bây giờ. Thế thì khi mình làm siêu âm hố chỗ phải thì cái ruột thừa nó thường nằm ở chỗ nào? Thì các anh chị thấy đây tôi đang dùng cái đầu dò lại nè. Rồi các anh chị thấy nè, mình để ý từ nông đến sâu. Đây là da, cơ và đây là cơ thành bụng trước. Và cái đây là cái cơ xoáp ở phía sau lưng. Và đây là động tĩnh mạch chậu. Thì như vậy cái tam giác này là cái tam giác để đi tìm cái ruột thừa viêm. Đó. Như vậy thì nhìn vào tam giác này thì ngoài hai cái cấu trúc mạch máu này thì đây là khí ở trong ống tiêu hóa. Vậy thì ruột thừa nó nằm ở đâu? Đó, mình để ý mình thấy nó có một cái cấu trúc ống ở đây. Rồi bây giờ mình chuyển qua mình khu trú về cái cấu trúc ống đó. Thấy chưa? Mình thấy nó là một cái hình bia và xung quanh nó là sáng lên, tức là xung quanh nó là cái gia tăng hồi âm mỡ. Đúng không? Rồi mình đè ép đầu dò nó không quá xẹp, tức là mình đã tìm thấy được một cái ruột thừa viêm. Đó, mình đo cái đường kính ngoài của nó được 8 mm, đúng không? Đó, rồi mình xoay qua lát cắt dọc, mình thấy cái cấu trúc này nó có một cái đầu tật, đúng không? Và xung quanh nó là gia tăng hồi âm mỡ, như vậy chắc chắn đây là một cái viêm ruột thừa cấp. Dạ. Một cái trường hợp khác, sốt đầu hố chậu phải. Và tôi đang dùng đầu dò convex chứ không phải đầu dò linear. Tại vì thông thường mình làm siêu âm bụng là mình bắt đầu từ đầu dò convex, rồi khi mình nghĩ đến viêm ruột thừa thì mình mới chuyển linear. Thì các anh chị thấy tôi dùng đầu dò convex, mình thấy đây là cái manh tràng. Rồi từ phía trong và sau của manh tràng mình thấy nó có một cái ống gì đó nó lòi ra, nó đen đen đây. Đúng không? Cái hồi âm dày mở bao quanh nó, cái hồi âm cái mở nó hồi âm dày nó rất là quan trọng, đó chính là triệu chứng thâm nhiệm mỡ trên CT, thấy không? Và rõ ràng đó chính là cái ruột thừa nó viêm. Rồi, mình chuyển qua cái đầu dò convex thì mình thấy đây, nó cái chóp ruột thừa nó viêm, nó sưng lên đây rất rõ, và đây là cái hình ảnh ruột thừa nó mổ ra, đúng không? Đây là một cái viêm ruột thừa cấp. Rồi, một cái trường hợp khác, cái nhìn thấy rằng là cái manh tràng này trên lá cắt ngang, cái manh tràng này nó thành nó dày do nó viêm kết hợp, và đây là cái chỗ xuất phát của cái ruột thừa. Và trong cái ruột thừa này, ngoài cái thành ruột thừa ở trong nó là dịch, và ở đây nó là cái sỏi phân, nó sỏi phân nó mềm, nó chưa có bóng lưng, đúng không? Và cái gì đấy một lần nữa mình ôn lại giải phẫu nè, đây là cái thành bụng, đây là cái cơ thành bụng trước nè, đúng không? Đây là cái cơ xoáp nè, cái cơ thắt lưng chậu nè, đây là động tĩnh mạch chậu nè, thấy không? Như vậy ruột thừa nó sẽ nằm trong cái tam giác này. Và cái gì thấy xung quanh nó là cái hình ảnh sáng lên, tức là thâm nhiệm mỡ bao quanh nó. Trên là các dọc mình thấy rằng là cái ruột thừa viêm nó trải dài ra như thế này, đúng không? Và đừng quên đè ép trên lá cắt ngang. Khi mình đè ép trên lá cắt ngang, cái ruột thừa này nó không xẹp. Như vậy chắc chắn đây là một cái viêm ruột thừa mủ. Rồi. Đây là một trường hợp khác. Mà trên lá cắt ngang mình không phải thấy một ruột thừa, mà nó đến hai cái ruột thừa. Thực ra nó chỉ có một cái ruột thừa thôi, nhưng mà cái gì thấy nó cong lên như này nè. Cho nên trên lá cắt ngang như thế này thì nó thành ra hai cái ống. Mà thực ra là do nó cong như thế này. Và cái gì để ý coi, cái ruột thừa thì nó không bao giờ có nhu động, trong khi ruột bên cạnh nó nhu động rất nhiều, đúng không? Như vậy. Và cái gì thấy cạnh hai cái cấu trúc này là cái hình ảnh hồi âm dày của mỡ, mô mỡ do thâm nhiễm mỡ. Và trên đây mình làm cái đốt le, mình thấy nó có tưới máu, tăng tưới máu ở cái thành ruột thừa. Thì làm sao có nhiều cái anh chị thắc mắc là tại sao em làm hoài em thấy nó tăng tưới máu? Thì nó có hai trường hợp. Thứ nhất, khi mà cái ruột thừa nó hóa mủ hết rồi thì làm gì có tưới máu nữa. Nó chỉ tưới máu ở cái vùng mô mỡ xung quanh thôi, chứ còn cái thành ruột thừa nó bị hoại thư hết rồi. Còn cái thứ hai, có thực tế cái thành nó còn, thì lúc đó mình phải để làm cái tối ưu trên siêu âm thì mình mới thấy được. Thứ nhất, cái hộp màu mình nó phải nhỏ. Thứ hai, cái thang tốc độ màu nó phải thấp, từ 3 đến 5 cm trên giây hoặc là dưới 1000 Hz. Và mình dùng đốp le năng lượng nó sẽ nhạy hơn cái đốp le màu. Đây là cái kỹ thuật tối ưu để làm cái chẩn đoán cái viêm ruột thừa. Rồi, đây là một trường hợp khác, bệnh nhân cũng sốt đau hố chậu phải. Mình thấy một cái cấu trúc hình bia đây, nó thâm nhiệm mỡ xung quanh đây. Cái nhiệm một lần nữa mình ôn lại giải phẫu, đây là cái thành bụng trước, thấy không? Mỡ dưới da rất dày, đây là cái cơ thành bụng trước, đây là cái cơ xoáp, cơ thắt lưng chậu. Và cái động tĩnh mạch chậu nó nằm dưới này nè. Và đây chính là cái cấu trúc hình bia đây. Trên lá cắt dọc thì mình thấy nó có hai cái đốm hồi âm dày ở trong cái ống này, đúng không?
thì một đốm nó có bóng lưng, đó là sỏi, và một đốm là nó không có bóng lưng, đấy là khí, tức là trong ruột thừa đây nó viêm ruột thừa và nó có vi khuẩn, nó sinh khí, cho nên vừa có sỏi phân vừa có khí ở trong ruột thừa. Đó, thì cái sỏi nó hay làm tắc nghẽn và gây viêm ruột thừa, thấy không? Thật ra trong trường hợp này thì mình thấy đây, nó vừa có bóng khí vừa có sỏi đây, của trong của trên cái ca này. Đó. Một em bé khác nó 8 tuổi thôi, nó đau hố chậu phải. Thì bây giờ mình coi em bé nó đau ruột thừa thì như thế nào. Thực ra nó không khác gì người lớn đâu, thấy không? Nó đau hố chậu phải. Mình đang dùng đầu dò convex. Đúng rồi, đầu dò convex đây là cái hố chậu phải. Mình trên lá cắt dọc thì mình thấy nó có một cái hình ống, đúng không? Đó, và mình thấy nó có cái hồi âm dày và nó có cái ring down artifact xuống, thì đó là cái bóng khí ở trong cái ruột thừa nó bị viêm. Đó, và trên lá cắt ngang thì nó như thế này. Thì đây là mình đang dùng cái đầu dò convex. Mình chuyển sang đầu dò linear thì mình sẽ thấy đây là cái mở dưới da, cái thành bụng trước, đây là cái ruột thừa nó viêm, nó hình cong như thế này, và đây là khí, và cạnh khí đó mình thấp thoáng nó có một bóng hồi âm dày nữa, thì đó chính là cái cục sỏi phân. Đó. Đó, đây là khí và đây là sỏi phân, và trên cái hình CT xác định lại thì mình thấy đây là cái ruột thừa nó to lên nè, và đây là cái cục sỏi nó kẹt ở gốc. Đó. Một cái trường hợp khác rất là khó. Bệnh nhân này đã được siêu âm và không được chẩn đoán là viêm ruột thừa, và bệnh nhân chẩn đoán rối loạn tiêu hóa, bệnh nhân đi về nhà. Sau đó đứa trẻ 6 tuổi này nó đau bụng quá, nó đi vô lại. Thì đi vô lại thì đứa bé này rất là lạ, nó giống như một cái người bị viêm cơ xoáp, nó vô cái chân bên phải nó cứ co lên và nó không có duỗi ra được. À, thì khi mà làm cái siêu âm ca này thì tôi thấy một hình ảnh rất là lạ. Các anh chị thấy rằng là đây là cái hố chậu phải, tôi cắt dọc tôi thấy một cái đường hồi âm dày như thế này, không có bóng lưng. Đó, trên lá cắt ngang thì cái khi mà tôi quét cái đầu dò lên phía trên thì tôi lại thấy cái hồi âm dày có chỗ nó có bóng lưng. Đó, đây, cái chỗ này nó có bóng lưng. Như vậy thì trong đầu tôi suy nghĩ, vì tôi không thấy cái hình ảnh ruột thừa mà chỉ thấy một cái viền hồi âm dày như thế này thôi. Thì tôi nghĩ có lẽ là toàn bộ cái ruột thừa này nó là lớp ở trên đây là khí, và nó có một cục sỏi phân ở gốc. Đó. Và tôi nghĩ đến một cái viêm ruột thừa và cái hình ảnh CT xác định lại. Các anh chị thấy nó nằm khá là cao. Các anh chị ha, một cái cục sỏi nằm ở gốc. Và toàn bộ cái ruột thừa này nó chứa khí hết. Đó. Thì đây là một cái viêm ruột thừa cấp ở trẻ em 6 tuổi. Rồi. Và như vậy thì nhắc lại về triệu chứng. Các anh chị thấy rằng là một cái hình bia và xung quanh nó viền hồi âm dày, đè ép không xẹp, thấy không? Tăng tưới máu, thì đây là điển hình của một cái việc viêm ruột thừa cấp. Đó. À, cái ruột thừa thì mình chỉ cần trên 7 thôi, nhưng mà đôi khi những cái viêm ruột thừa nó khá là to. Các anh chị thấy cái thước ruột thừa này khá là to, thấy không? Và cái thâm nhiễm xung mở xung quanh cũng rất là dồi dào, đúng không? Và kết hợp với cái này thì trường hợp này thì cái vùng chậu á nó lại có hồi âm mặt kính mờ, dịch tự do hồi âm mặt kính mờ. Điều đó có nghĩa đây là một trường hợp viêm ruột thừa vỡ mủ, tức là cái viêm ruột thừa này nó vỡ rồi, cái mủ nó chạy về cái vùng hố chậu, và cái hồi âm mặt kính mờ này chính là cái mủ ở vùng chậu của cái viêm ruột thừa cấp này. Rồi, đây là một cái trường hợp bệnh nhân không đau hố chậu phải mà bệnh nhân đau mạng sườn phải, giống như cơn đau quặn thận. Thế thì làm siêu âm thì mình sẽ thấy tôi đặt cái đầu dò, tôi cho bệnh nhân nằm nghiêng qua bên trái để tôi coi cái vùng mạng sườn phải, thì tôi thấy một cái hình bia. Trên lá cắt dọc thì nó có hình ống. Như vậy đây là một cái viêm ruột thừa mà nó nằm bên mạng sườn phải. Thì tương ứng trên CT thì nó là một cái viêm ruột thừa sau manh tràng. Tức là cái manh tràng nó nằm phía trước. Nếu mình tiếp cận đường phía trước thì khí nó che hết, mình không thấy được cái ruột thừa. Nhưng mình tiếp cận cái đầu dò từ bên hông này thì mình chẩn đoán được đây là một cái viêm ruột thừa. Như vậy đây là một trường hợp viêm ruột thừa sau manh tràng. Như vậy thì sau manh tràng thì mình phải thay đổi tư thế. Mình không có tiếp cận từ phía trước nữa mà mình tiếp cận từ bên hông. À, trên lá cắt vành giống như mình cắt lá cắt vành của thận vậy đó. Thì mình có thể, mình sẽ thấy được cái viêm ruột thừa sau manh tràng. Đó. Bệnh nhân này sốt đau hố chậu phải thì cái gì thấy triệu chứng rất rõ ràng, cái hình bia không? Của cái, và đây là cái hình một cái đầu tận của một cái viêm ruột thừa cấp, đúng không? Và nhắc lại, ngoài cái này cái ruột thừa nó viêm thì cái manh tràng cũng rất là hay viêm kết hợp. Đó. Và bệnh nhân này được mổ cắt ruột thừa.
Và nhắc lại là trường hợp này có viêm manh tràng kết hợp. Thì cái điều gì xảy ra đối với bệnh nhân này? Sau khi mổ gắt ruột thừa thì 4 tuần sau mổ gắt ruột thừa bệnh nhân lại sốt, đau hố chậu phải trở lại. Vậy thì điều gì xảy ra các bạn? Đã cắt ruột thừa rồi mà bây giờ sốt, đau hố chậu phải. Thế bây giờ làm siêu âm lại, lại thấy một cái hình ống ở đây, là cái manh tràng đấy, một cái hình ống, một cái viêm nữa. Thì như vậy có nghĩa rằng là chẳng lẽ bệnh nhân có hai cái ruột thừa để viêm? Không có, bệnh nhân chỉ có một cái ruột thừa thôi. Mà cái này là viêm cái mõm cục ruột thừa. Mình dùng từ chuyên môn gọi là stump appendicitis, đúng không? Đó. Các anh chị thấy thì nó cũng như y chang như là một cái viêm ruột thừa cấp vậy. Đó. Thì cái này nó gọi là viêm mõm cục ruột thừa. Thì gọi là stump appendicitis. Thì viêm mõm cục ruột thừa là gì? Đó là một cái biến chứng muộn hiếm gặp sau mổ cắt ruột thừa. Cái tần suất khoảng chừng 1/50.000. Và bệnh nhân đã được cắt mổ ruột thừa rồi thì không loại trừ bị viêm lại, tức là viêm cái mõm cục này. Cái thời gian nó dao động từ 2 tuần đến hàng năm chứ không phải hàng năm sau mổ cắt ruột thừa. Thì một trong những yếu tố thuận lợi là bệnh nhân có tình trạng viêm manh tràng kết hợp với viêm ruột thừa. Tức là bệnh nhân này trước đó, lúc này tôi nhấn mạnh các bạn nè, vừa viêm ruột thừa vừa viêm manh tràng. Thì cái sự phù nề của thành manh tràng nó làm cho mõm cục để lại dài hơn bình thường. Nó là yếu tố thuận lợi để cho ra cái biến chứng này. Thì như vậy là việc để lại cái mõm cục dưới 5 mm sẽ giúp giảm cái tần suất viêm mõm cục ruột thừa. Thì tôi không phải là nhà ngoại khoa, nhưng mà mình sẽ hiểu là như thế này. Thì nếu mà một cái viêm ruột thừa đơn thuần không có viêm manh tràng thì thường cái mõm cục người ta để lại rất là ít. Còn nếu mà nó viêm manh tràng, nó làm phù nề, thì lúc người ta cắt sát gốc rồi đó, thì cái phần mõm cục còn lại còn tương đối dài, và như vậy là nó dễ thuận lợi để viêm tái diễn, tức là viêm mõm cục ruột thừa. Rồi, bây giờ mình chuyển qua cái chủ đề bà bầu. Bà bầu cũng sốt, đau hố chậu phải, nhưng mà thường là nếu qua quý 2 thì cái ruột thừa nó như thế nào? Đây là một trường hợp quý 2 mà sốt, đau màng sườn phải. Các anh chị thấy đây nè, tôi làm cái đầu dò, các anh chị thấy thấp thoáng cái con mắt của em bé đây nè, cái đầu em bé đây. Và đây mình thấy một cái hình hình bia đây, đúng không? Và xung quanh cái hình bia này là cái hình ảnh thâm nhiễm mỡ quanh nó, và các dọc thì vẫn thấy hình ống. Như vậy thì bệnh nhân vừa có thai không loại trừ được viêm ruột thừa, thấy không? Sốt, đau màng, nhưng cái trường hợp này nó lại ruột thừa nó lại nằm ở màng sườn phải. Đó, đây là một cái viêm ruột thừa cấp trong thai kỳ. Và như vậy thì lưu ý các bạn, tại vì cái điều này rất nhiều bạn không biết. Và bởi vì bà bầu đến với mình với một cái bụng bầu to đùng thì các bạn vẫn cứ loay hoay đi tìm ruột thừa ở hố chậu phải. Dạ xin thưa, lúc đó ruột thừa nó không nằm ở hố chậu phải nữa, mà mình xem cái hình đây. Khi cái thai nó càng lớn thì cái ruột thừa nó càng bị đẩy gần về cái vùng màng sườn phải và cái hạ sườn phải. Đấy không? Tại vì cái manh tràng nó bị đẩy dần lên cao. Đó. Thì cái viêm ruột thừa cấp là một cái cấp của ngoại khoa thường gặp nhất trong thai kỳ. Và nhắc lại là bước qua quý 2 thì cái ruột thừa nó di chuyển khỏi hố chậu phải để lên màng sườn phải. Đó. Cho nên lúc đó mình phải đi tìm mà ruột thừa ở cái vùng màng sườn và vùng hạ sườn này nè, chứ không phải là hố chậu phải. Rồi. Nếu mà chẩn đoán muộn thì cái nguy cơ thủng từ 10 đến 15% kết hợp với tần suất thai nhi chết từ 35 đến 55%. So với bình thường là chỉ có 1,5% có ở cái viêm ruột thừa không biến chứng. Dạ. Yeah. Một bệnh nhân khác quý 2, cái gì thấy cái đầu này em bé là đo được khoảng gần 18 tuần. Đấy không? Và bệnh nhân cũng đau cái vùng màng sườn phải. Thì mình làm siêu âm vùng màng sườn phải thì bây giờ mình thấy nó có hình ống nè. Đúng không? Rồi nó hồi âm dày, hồi mở nó dày bao quanh nè. Mình đo cái thước khoảng chừng 8 mm. Đúng không? Đó. Rồi mình cũng đè ép đầu dò, nó không có xẹp. Như vậy mình chẩn đoán đây là một cái viêm ruột thừa cấp trong thai kỳ. Đó. Và đây là cái hình sau mổ của cái ruột thừa đó. Dạ. Bệnh nhân này một cái bà bầu khác cũng đau 1/4 trên phải chứ không phải là hố chậu phải. Nhắc lại, cái phần này tôi cho vô đây là bởi vì mình đang nói về chủ đề viêm ruột thừa. Đó. Cái gì thấy rằng là lúc đó, đây, mình thấy cái ruột thừa nó nằm ở trên, đây là gan nè. Và ngay dưới bờ dưới gan là cái ruột thừa, thấy không? Mà đây là cái xương sống của em bé, thấy không? Cái ruột thừa nằm tít trên này, nó viêm. Đó, xung quanh nó là hình ảnh thâm nhiễm mỡ, rất là khó chứ không phải dễ nhìn các bạn. Đó, tôi chuyển qua đầu dò có linear,
không? Cái ruột thừa nó rõ hơn. Và tôi phải dùng đến cái đầu dò qua ngã âm đạo nữa, là bởi vì tôi muốn thay đổi tần số đầu dò. Cái đầu dò linear này tôi giảm tối đa là đến 8 MHz thôi, tôi dùng cái đầu dò âm đạo 7 MHz để tôi thấy được cái ruột thừa. Tức là tôi dùng đầu dò qua ngã âm đạo nhưng mà tôi để cho thành bụng để tôi làm, không? Để chỉ đem một cái viêm ruột thừa cấp trong thai kỳ. Đó. Và đây là cái ruột thừa sau mổ ra. Rồi. Yeah. Đây là một trường hợp khác cũng đau hố trụ phải, thai quý 2. Rồi, rõ ràng đây là cái thai 15 tuần 6 ngày. Thế nhưng mà tôi cắt cái vùng hố trụ phải thì cũng là một cái hình ống, nhưng mà cái ống này khá là to, đúng không? Và cái bề dày của thành ống là đến 9 mm, là như vậy chắc chắn đây không phải là một cái ruột thừa khổng lồ, mà đây là một cái gì các anh chị. Tôi cắt dọc ra, cái ống này nó khá dài, đây là một cái viêm đại tràng lên. Như vậy thì tôi lại qua một cái chủ đề khác. Như vậy thì nó đau hố trụ phải không có nghĩa là chỉ có viêm ruột thừa, đúng không? Bây giờ có viêm đại tràng, bây giờ mình qua cái viêm đại tràng cấp. Cái viêm đại tràng cấp thì nó sẽ dày đồng tâm cái thành ống tiêu hóa, có thể là khu trú và có thể là lan tỏa. Và cái hình ảnh đi kèm với viêm nhiễm luôn luôn là cái da tăng hồi âm mỡ quanh cái chỗ viêm. Đó. Rồi, bây giờ, và nó có thể có một ít dịch độ bụng. Đó. Đây là một em bé. Em bé nó cũng có thể bị những cái bệnh lý y chang như người lớn vậy. Cái gì thấy rằng là cắt dọc mình thấy nó là dày đồng tâm cái đại tràng lên, mà cắt ngang nào mình thấy nó dày cái ống cái đại tràng lên như thế này, thấy không? Đó, nó chỉ có 2 tuổi thôi mà nó cũng bị viêm đại tràng y chang như người lớn. Đó. Rồi. Đây là một trường hợp khác, một người lớn. Cái gì thấy rằng là cái thành ống tiêu hóa tôi đang dùng đầu dò convex, cái thành ống nó dày lên, nó đối xứng, và cạnh đó là hình ảnh thâm nhiễm mỡ, và cạnh nó là có những cái cấu trúc hình bầu dục hồi âm kém, thì đây chính là những cái viêm hạch mạc treo kết hợp, đúng không? Đó, thì trên cái lá cắt ngang này, ngoài cái đây thì mình thấy đây là cái hồi tràng cuối nó cắm vào cái manh tràng đây. Đây là một trường hợp viêm cái đại tràng lên và cái manh tràng. Rồi, sau cái chủ đề viêm đại tràng thì bây giờ còn cái bệnh lý gì nữa? Đây là một trường hợp mình cũng thấy cái thành đại tràng này nó dày lên, nhưng cạnh đó nó lại có một cái đốm hồi âm dày, cái bóng lưng không có rõ, và nó khu trú ngay cái chỗ mà đau nhất. Rồi, bệnh nhân này cũng sốt đau hố trụ phải. Như vậy thì cái này mình phải nghĩ đến cái viêm túi thừa đại tràng. Đó, và trên cái hình CT mình xác nhận lại đây là cái túi thừa đại tràng nó bị viêm. Dạ. Như vậy thì tôi qua cái chủ đề thứ ba, đó là viêm túi thừa đại tràng. Viêm túi thừa đại tràng thì nó như thế nào? Thì đầu tiên mình thấy rằng là đây là cái đại tràng, và cái chỗ đây là có những cái túi thừa nó viêm. Thì khi viêm thì cái gì để ý này, cái thành, ngoài cái chuyện viêm nhiễm của cái túi thừa này, cái thành đại tràng kế cận nó cũng bị dày lên do viêm nhiễm. Rồi. Như vậy thì trên hình ảnh mình có thể thấy cái gì? Điều thứ nhất, túi thừa đại tràng bình thường mình không thể thấy trên siêu âm. Cũng giống như ruột thừa bình thường, hiếm khi thấy được trên siêu âm. Túi thừa đại tràng không bao giờ thấy trên siêu âm. Viêm túi thừa đại tràng thì mình sẽ thấy, có thể thấy trên siêu âm. Đó là thứ nhất là luôn luôn kết hợp với viêm đại tràng. Cái thứ hai là khí trong túi thừa nó tạo cái bóng lưng dơ, tức là nó bóng lưng nó không có rõ ràng giống như sỏi. Cái thâm nhiễm mỡ quanh cái túi thừa bị viêm, tăng tới máu vùng viêm nhiễm và nó có thể có hạch phản ứng. Cái vị trí mình gặp ở đại tràng sigma, đại tràng trái và đôi khi đại tràng phải. Như vậy là nhiều nhất đại tràng sigma, đại tràng trái, tức là đau hố chậu trái thì phần lớn là viêm túi thừa đại tràng, nhưng đôi khi nó nằm ở bên đại tràng phải. Và nếu vậy thì nếu mình chẩn đoán lầm nó là viêm ruột thừa thay vì nó là viêm túi thừa ở bên đại tràng phải, đem bệnh nhân ra mổ thì rất là tội cho người ta, là bởi vì viêm túi thừa là điều trị nội khoa, viêm ruột thừa là ngoại khoa. Đó. Nếu siêu âm không khẳng định được chẩn đoán hoặc nghi có biến chứng thì bệnh nhân cần phải được làm CT. Như vậy là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán viêm túi thừa vẫn là CT chứ không phải là siêu âm. Dạ. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân sốt và đau cái vùng mạng sườn phải. Cái gì thấy? Mình cắt ngang mình thấy đây là cái đại tràng lên nó sưng to. Đó, nó dày đối xứng. Và đây nó có một cái hình lì liềm đây, và trong đó hồi âm dày, nó có bóng lưng này, đây chính là cái khí
và đây là cái túi thừa nó bị viêm, và quanh nó các anh chị thấy hình ảnh sáng của cái thâm nhiễm mỡ, và các anh chị thấy cạnh cái túi thừa viêm này nó có một cái bầu dục nhỏ nhỏ đây, hồi âm kém đây, đây chính là cái hạch phản ứng, đây là cái hạch viêm của nó ngay cái cận đó. Đây cái hình ảnh này cũng tương tự như vậy cho mình xem. Đó, cái khí này nó thông với cái khí ở trong cái lòng của cái manh tràng này. Đó. Và đây là cái hình ảnh thâm nhiễm mỡ. Rồi, như vậy đây là chẩn đoán một cái viêm túi thừa, viêm túi thừa đại tràng. Ở trên lá cắt dọc đây mình thấy rằng là đó cái túi thừa đó nó tạo cái bóng lưng dơ và quanh nó là hình ảnh thâm nhiễm mỡ, nó dầu túi máu quanh cái túi thừa viêm. Đó. Và trên CT thì cái hình này nó thuốc nó hơi muộn cho nên cái này thấy không có ra, không có được đẹp lắm bằng trên cái hình siêu âm. Thấy không? Đây là cái túi thừa nó bị viêm. Dạ. Một cái trường hợp khác, cái nhìn thấy là túi thừa viêm này. Đó, nó tạo đây cái khí ở trong nó tạo cái bóng lưng dơ, nó không có bóng lưng rõ ràng giống như cái viên sỏi. Thấy không? Cạnh nó là một cái hạch viêm. Đó, và đây là cái nền thâm nhiễm mỡ. Thấy không? Đó, thì đây là một cái trường hợp viêm cái túi thừa khác. À, trên cái ảnh CT xác định lại sau đó thì các anh chị thấy đây là cái túi thừa nó bị viêm này, cái hình ảnh thâm nhiễm mỡ xung quanh đây. Dạ. Yeah. Bây giờ cũng sốt đau hố chỗ phải, bây giờ mình cũng làm siêu âm để tìm, thì đầu tiên mình loại trừ viêm ruột thừa, viêm ruột thừa không có, rồi mình coi viêm túi thừa, viêm túi thừa cũng không có. Bây giờ mình thấy đây nó có một cái hồi âm dày đó, và chỗ này là chỗ bệnh nhân đau nhất, mình đè bệnh nhân đau nhất. Thì nếu mình để ý kỹ thì rõ ràng cái hồi âm dày này nó có một cái viền hồi âm kém hình bầu dục, nó khu trú cái này lại. Thì đây chính là cái viêm bờ mỡ đại tràng. Các anh chị thấy, đây cái bờ mỡ nó viêm, xung quanh nó là cái thâm nhiễm mỡ. Rồi, bây giờ mình nói về chủ đề viêm bờ mỡ đại tràng. Viêm bờ mỡ đại tràng thì tôi không biết cái từ chính thống mình dịch như thế nào, nhưng mà tôi dịch từ cái epiploid appendicitis thì mình tạm dịch ra là viêm bờ mỡ đại tràng. Nó là những cái cấu trúc nhỏ hình bầu dục dài cỡ chừng 1 đến 2 cm, nó chứa toàn mỡ mọc ra từ ngoài thành đại tràng và nó lý diện mặt treo. Và bình thường mình không thể thấy trên siêu âm, không thể thấy trên CT, không thể thấy trên cộng hưởng từ luôn nếu không có dịch bào hoạch. Đó, cái viêm bờ mỡ đại tràng nó tại sao nó có? Nó do nhồi máu bờ mỡ hoặc là xoắn bờ mỡ hoặc là huyết khối tĩnh mạch dẫn lưu thì nó đưa đến tình trạng viêm bờ mỡ. Và cái này thì người ta điều trị rất là nhẹ nhàng bằng nội khoa, tức là người ta giảm đau và corticoid thì thường là nó sẽ thoái lui. Bệnh gặp nhiều ở nam giới, tỷ lệ nam trên nữ là 4 trên 1, và thường là gặp ở những cái bệnh nhân béo phì. Như vậy là nếu mà thấy các anh chị thấy một cái chàng thanh niên nào mà to khỏe bệ vệ mà bước vô mà đau, mà thường là đau bên trái nhiều hơn bên phải, thì coi chừng nó là một cái viêm bờ mỡ đại tràng. Khi bờ mỡ nó viêm thì nó tăng kích thước hồi âm dày, đường kính trung bình từ 1.5 đến 3.5, thì và luôn luôn có viền hồi âm kém bao quanh bờ mỡ bị viêm, và thường nó có hình bầu dục. Nó gia tăng hồi bờ mỡ quanh cái bờ mỡ bị viêm, và cái vùng mà hay gặp là chuyển tiếp giữa sigma và trực tràng, và kế tiếp là hồi manh tràng. Như vậy là có hai cái bệnh lý lúc nãy giờ mình lưu ý, tức là sao? Cái viêm túi thừa đại tràng mình gặp ở hố chậu trái nhiều hơn bên phải, nhưng mà bên phải cũng gặp. Cái viêm bờ mỡ cũng vậy, mình gặp bên trái nhiều hơn bên phải, nhưng bên phải cũng gặp. Đó, như cái ca vừa rồi mình thấy. Đây là một trường hợp khác. Bệnh nhân cũng đau hố chậu phải nhưng mà không có sốt. Mình làm siêu âm mình thấy đây là cắt ngang cái vùng hố chậu phải. Mình thấy dưới đây là cái đại tràng, và trên nó mình thấy có một cái cục hồi âm dày như thế này, và quanh nó là cái viền hồi âm kém. Đúng không? Thì mình đã ấy rồi, thì mình nghĩ đây là một cái trường hợp cái viêm cái bờ mỡ đại tràng. Đúng không? Và trên cái hình ảnh CT xác nhận lại sau đó, đây là một cái viêm bờ mỡ đại tràng. Một cái trường hợp khác, bệnh nhân cũng đau hố chậu phải, không có sốt. À, và trên cái hình siêu âm mình thấy một cái cục hồi âm dày, xung quanh nó là có viền hồi âm kém và nó có hình bầu dục. Đúng không? Mình nghĩ đến là một cái viêm bờ mỡ đại tràng, và đây là cái hình CT của nó. Dạ. Yeah. Bây giờ mình đề cập đến chủ đề ở phụ nữ. Lúc nãy cái viêm ruột thừa nó nằm của phụ nữ, nó nằm ở trong bài viêm ruột thừa. Như vậy thì ngoài cái ruột thừa ra thì đau hố chậu phải nó còn có gì nữa? Thì cái bài này thì nó đã nằm trong cái chương trình lần trước tôi làm với công ty IMED, tức là đau cái bụng cấp ở phụ nữ. Nhưng mà bây giờ tôi phải nhắc lại một chút. Để các anh chị thấy ngoài cái viêm ruột thừa ra thì đây mình sẽ thấy có hai cái ống như thế này, đúng không? Và
nó có cái vách ngăn không hoàn toàn như này, thì các nếu các anh chị đã theo dõi bài trước thì biết đây là một cái viêm nhiễm mụn trọc, đây là một cái ứ dịch tai vòi, thấy không? Rồi, đây là một cái ứ dịch tai vòi, thấy không? Các anh chị thấy nó gia tăng tới máu, và đây là có hội âm mạch kính mờ ở vùng chậu như thế này, có nghĩa là một cái viêm nhiễm và nó có mụn ở vùng chậu luôn, thấy không? Một cái viêm nhiễm vùng chậu ở phụ nữ. Và nhắc lại, cái viêm nhiễm ở vùng chậu ở phụ nữ rất rất thường gặp. Như vậy thì ngoài cái viêm ruột thừa thì bác đừng quên viêm nhiễm phân phụ ở phụ nữ. Rồi, cái thứ hai nữa cũng gây tử vong rất là cao ở phụ nữ, tức là gì? Bệnh nhân trễ kinh, đau hỗ trợ phải. Mình làm siêu âm thì đây có phải là túi thai trong tử cung không? Dạ thưa, đây là cái túi thai giả. Và cái túi thai thật nó nằm ở cái tai vòi bên trái và nó chuẩn bị vỡ, cho nên nó làm bệnh nhân đau hỗ trợ phải. Và như vậy bệnh nhân đến với mình đau hỗ trợ phải, nếu mà mình làm cái hình siêu âm này, mình nói là cái thai trong tử cung mà cho bệnh nhân về, có nghĩa là về hôm sau bệnh nhân sẽ vỡ cái thai ngoài này và bệnh nhân tử vong, đúng không? Như vậy thì mình phải đi tìm chẩn đoán đây là một cái thai lạc chỗ chưa vỡ ở vòi trứng bên bên phải. Thì cái túi thai giả mình chỉ thấy ở 15% trường hợp thai lạc chỗ, mà nó là cái nguyên nhân thường gặp nhất gây chẩn đoán sai lệch. Rồi bởi vì mình nghĩ đây là cái túi thai và mình cho bệnh nhân về, trong khi đó là túi thai giả, còn cái túi thai thật nó nằm ở tai vòi, đúng không? Và mình và chắc chắn nó sẽ vỡ nếu mình không có cấp cứu kịp bệnh nhân. Đó là trường hợp mà mình có túi thai giả và thai thật ở loa vòi. Còn bây giờ một trường hợp cụ thể này, bệnh nhân này 35 tuổi nhập viện vì đau hố chậu phải. Bệnh nhân đã được làm siêu âm đầu nhỏ trong ngày rồi và chẩn đoán thai trong tử cung 6 tuần. Đó, và tiền căn bệnh nhân này có thai lạc chỗ vòi trứng trái, mà bây giờ bệnh nhân kêu đau hố chậu phải. Thì đã chẩn đoán là thai trong rồi, cho nên bây giờ đi tìm ruột thừa viêm. Thế nhưng mà khi mà đặt đầu dò vô thì mình thấy rõ ràng đây là cái thai trong tử cung. Nhưng cái ở túi cùng mình thấy cái mức dịch, cái gì thấy cái mức này nè, nó có một cái bức ngang đây nè, thấy không? Như vậy hai cái đậm độ này nó khác nhau thì mình phải nghĩ ngay đây là cái máu, hai cái tuổi khác nhau. Mà tại sao một cái thai trong tử cung mà có máu, đúng không? Rồi, thế bây giờ mình làm cái siêu âm qua ngã bụng, mình thấy đây là gan, đây là thận, đây là khoang Morrison, nó có dịch. Thế có máu ở túi cùng, có dịch ở khoang Morrison thì phải nghĩ ngay đến cái thai ngoài nó vỡ. Thì các bạn sẽ hỏi đã có thai trong rồi làm sao có thai ngoài nữa? Dạ xin thưa, vẫn có thể, đúng không? Vậy đây là một cái thai trong. Mình đưa cái đầu dò qua bên cái bên phải, đầu dò âm đạo qua bên phải thì mình thấy một cái tuborin nữa nó nằm ở đây là cái hematosamping, một cái xuất huyết ở tai vòi bên phải nữa. Như vậy là mình chỉnh cái đầu dò để cái túi thai ở trong cái tuborin bên phải đây, và mình chỉnh đầu dò để lấy được cả vừa cái thai trong vừa thai ngoài. Như vậy là bệnh nhân này vừa có thai trong tử cung vừa có thai lạc chỗ. Cái lý do là bệnh nhân này đã được chẩn đoán thai trong và cho về là bởi vì bác sĩ chỉ nghĩ là có thai trong là thôi, không cần đi tìm gì nguyên nhân gây đau bụng hết. Nhưng bệnh nhân đau bụng vì cái thai ngoài nó chuẩn bị vỡ, đúng không? Thì nếu mà không chẩn đoán kịp thì chắc chắn là bệnh nhân này sẽ tử vong vì cái thai ngoài bên phải nó vỡ. Vậy lưu ý nha, nếu bà đã thấy có thai rồi, có thai trong tử cung rồi mà bệnh nhân vẫn rất đau bụng thì chẩn đoán tìm cho được ruột thừa viêm, tìm cho được thai ngoài kết hợp. Đó, tức là vừa có thai trong tử cung vừa có thai lạc chỗ. Rồi, bệnh nhân này sốt, đau hố chỗ phải, thai 7 tuần. Cái trường hợp này cũng rất là hay các anh chị. Một cái thai, cái tim thai nó đang đập như thế này. Mình làm mình thấy rõ ràng là nó hố chỗ phải thì cái thai này nó nhỏ. Cho nên mình làm hố chỗ phải mình thấy cái viêm ruột thừa đây. Nó vẫn nằm ở hố chỗ phải. Đường kính chỉ có 6mm thôi. Nhưng cái nó có đè ép không xẹp và thâm miệng nhiễm ở xung quanh. Cho nên vẫn chẩn đoán là một cái viêm ruột thừa cấp trong thai kỳ. Thế thì tôi coi tiếp. Tại vì nếu mà chẩn đoán đến đó mình ngưng thì có khi mình sẽ thiếu sót. Cụ thể là trường hợp này. Tôi coi tôi thấy buồng trứng phải nó có một cái nang. Thì thông thường nếu mà thai, một cái nang kết hợp với thai thì nó là cái nang hoàng thể, đúng không? Thì cái này và nó dầu tới máu đây ở cái buồng trứng bên phải. Và tôi làm Doppler thì tôi giật mình là bởi vì tôi thấy nó có phổ ta đất tập á. Đó. Thì tôi mới đo ngay cái thể tích buồng trứng thì nó ra coi chừng 61-62mm. Như vậy là cái buồng trứng này gia tăng thể tích.
Đó, nếu mà các bạn thắc mắc thì trở lại cái bài hôm trước để xem. Đó, như vậy thì đây là một trường hợp viêm ruột thừa cấp trong thai kỳ cộng thêm hai cái mới nữa, tức là buồng trứng nó có phổi ta đớp bạc vớt, thứ hai là thể tích buồng trứng nó gia tăng trên 20 mm, thì tôi chẩn đoán thêm một cái là khả năng có xoắn buồng trứng phải đồng thời. Và bệnh nhân này được mổ ra thì vừa có viêm ruột thừa cấp và xoắn một vòng cái buồng trứng phải, tức là bệnh nhân vừa được mổ các ruột thừa vừa được tháo xoắn. Rồi, bây giờ mình đề cập đến cái chủ đề ở trẻ em. Thì rõ ràng đâu hố chậu phải trẻ em thì có thể viêm đại tràng, có thể viêm ruột thừa, thì ngoài ra nó còn cái gì nữa? Thì mình có cái bệnh lý lồng ruột, đúng không? Lồng ruột là khi một cái đoạn ruột này nó lồng vào trong cái lồng ruột kế cận. À, thì cái quai ruột đến nó gọi là interstitium là cái đến. Rồi cái quai ruột nhận là cái interstitium là cái nhận đây. Đó. Và cái này thông thường nhất là đây là cái hồi tràng nó lồng vào trong cái đại tràng này. Đó. Thì đây là cái thể thường gặp nhất. Đó. Thì để chẩn đoán lồng ruột, các bạn đừng bao giờ quên để ý đến tuổi của em bé. Tuổi nó rất quan trọng. Em bé đến với mình mà nó từ 3 tuổi, 3 tháng tuổi cho đến 3 năm tuổi thì cái đầu tiên mình phải nghĩ là phải loại trừ cho được cái lồng ruột. Rồi. Cái vị trí ở trẻ em thì ileocolic, tức là hồi đại tràng, nó chiếm đến gần 90%. Đúng không? Ngoài ra là các thể khác. À, và đối với trẻ em thì 90% là vô căn, tức là không có lipoid. Thì ở đây tôi phải diễn giải một chút. Nói không có lipoid cũng không có người, không có chính xác hoàn toàn. Không có lipoid tức là không có u làm cái điểm dẫn. Còn nó vẫn có lipoid, đó là những cái hạch, thông thường nó phải có hạch mặt treo nó viêm nhiễm và nó chính là tạm gọi là cái điểm dẫn để nó gây nên lồng ruột. Khi mình cắt ngang cái lồng ruột mình sẽ thấy cái dấu hiệu hình bia giống như là ruột thừa vậy, nhưng mà cái bia này nó to. Cái thứ hai, cắt dọc thì mình có cái bánh sandwich hoặc là cái hình ảnh giả thật. Ở người lớn thì nó chỉ có 1% trường hợp tắc ruột và nó luôn luôn có điểm dẫn, tức là lồng ruột ở người lớn là phải tìm cho được bướu ống tiêu hóa. Dạ. Như vậy thì một trong những cái lưu ý nữa là khi chẩn đoán lồng ruột này, các anh chị thấy đây cái hình bia này, đúng không? Đó. Thì luôn luôn phải đo cái đường kính của cái búi lồng này để nhận biết thể lồng, đúng không? Các anh chị thấy cái này tôi đo nó là 3.3 cm. Dạ. Bây giờ trước khi để vô những hình ảnh thì bây giờ tôi phải đề cập đến một triệu chứng lồng ruột non thoáng qua nữa. Đối với vì cái gì biết bây giờ cứ lồng ruột là mình tháo lồng, nhưng có những cái lồng là mình phải điều trị nội khoa mà tháo lồng vô tác dụng. Ví dụ như cái lồng ruột non thoáng qua. Cái lồng ruột non thoáng qua khá thường gặp, đặc biệt là trẻ em có tình trạng tăng nhu động, thường thấy là ở cái đoạn gần ruột non, tức là jejunal intussusception, tức là ruột non nó lồng vô ruột non. Đó. Thì cái lâm sàng thường mình thấy khối cạnh rốn hoặc là 1/4 trên trái. Mặc dù hôm nay mình nói về hố chậu phải nhưng mà tôi buộc phải đưa ra cái này để mình phân biệt. À, trong khi lồng hồi đại tràng nó thường ở 1/3 trên hoặc là dưới phải. À, thì cái khẩu kính trung bình của lồng ruột non thoáng qua là 1.5 cm, tức là mình đo đường kính của cái búi lồng ruột non thông thường nó chỉ có 1.5 cm là trung bình. Còn cái lồng hồi đại tràng thì trung bình mình đo nó phải là 2.6 cm. Như vừa rồi tôi đo là 3.3 cm, đúng không? Đó. Cái lồng ruột non thoáng qua nó có 4 đặc điểm. Thứ nhất, kích thước nhỏ, tức là khoảng 1.5 cm về đường kính. Cái khúc lồng nó ngắn và quan trọng là mình còn thấy nhu động ruột tại chỗ lồng và không có điểm dẫn, tức là không có u. Rồi. Cái lồng ruột non thường tự tháo lồng với điều trị nội khoa và theo dõi bằng siêu âm. Như vậy cái này là tự tháo lồng với điều trị nội khoa. Thế thì các bạn nói rằng là như vậy thì tại sao mình không tháo lồng bằng hơi đi cho nó lẹ? Dạ xin thưa, mình không thể tháo lồng bằng hơi được. Lý do tại sao? Nếu mà lồng từ hồi tràng vô đại tràng, bạn bơm hơi ngược từ trực tràng lên thì nó sẽ đến cái vùng manh tràng, nó sẽ đẩy cái búi lồng ra. Thế nhưng mà còn nếu mà ruột non lồng với ruột non thì nên nhớ rằng là 3/4 trường hợp là cái van hồi manh tràng nó đóng kín, nó không cho cái hơi dội ngược. Tức là từ hồi tràng vô manh tràng được, nhưng mà từ manh tràng không thể nào hơi nó vô trong hồi tràng được. Cho nên nếu mà bạn bơm thì nó chỉ vỡ đại tràng thôi chứ nó không có hơi vào trong. Không. Và cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai
là nó lồng ở cái đoạn gần ruột non, nó nằm rất là cao, cho nên là bạn sẽ không kiểm soát được hơi như thế nào để cho cái ruột non nó bung ra. Rồi, đây là một cái trường hợp mà bệnh nhân đau ở bên trái nha, bên mạng sườn trái. Đó, mình làm siêu âm mình thấy nó cũng có một búi lồng, nhưng cái đường kính búi lồng này chỉ có 16 mm. Và các anh chị để ý nè, trên lá cắt dọc cái búi lồng nó rất là ngắn này, và các anh chị thấy nó còn nhu động ở trong búi lồng. Thấy không? Như vậy đây là một trường hợp ruột non, nó lồng của ruột non, và cái này điều trị nội khoa chứ không phải là tháo lọc. Đó. Đây là một trường hợp khác và cái hình ảnh rất là ấn tượng. Các anh chị thấy là trên lá cắt dọc mình thấy nó lồng nè. Đó. Và cái thời điểm tôi phải ghi luôn thời điểm là bởi vì nó có ý lý do của nó, 11 giờ 11 phút 58 giây. Và trên lá cắt ngang 11 giờ 12 phút tới cắt ngang, tôi thấy cái hình bia. Hình bia này rất là nhỏ. Các anh chị thấy đây, từ đây đến đây là 1 cm này, cái này khoảng chừng 10 12 mm đường kính. Đó. Và đây 11 giờ 12 phút 54 giây vẫn còn. Và đến 11 giờ 13 phút cái gì thấy nó bung ra, nó tự thảo lồng ra. Đâu? Như vậy là trong quá trình làm siêu âm thì mình chứng kiến được một cái trường hợp nó tự thảo lồng. Tức là cái lồng này nó đã lồng vô rồi, và trong quá trình mình làm siêu âm mình thấy được nó tự thảo lồng ra luôn. Thấy không? Nó tự thảo lồng ra. Rồi. Và bây giờ mình đề cập đến cái lồng ruột ở người lớn. Thì tôi không có hình siêu âm trong cái ca này, cho nên tôi cho các anh chị xem CT. Cái hình CT nó cũng y chang như hình siêu âm vậy các anh chị. Tức là bệnh nhân này cũng đau hố chậu phải, nhưng ở người lớn 65 tuổi. Đó. Và trên cái hình mình cắt ngang cái vùng hố chậu phải thì mình thấy cái hình bia, và cắt dọc là một cái hình lồng ruột. Thì cái này là do bướu, và bướu nó tạc cái điểm dẫn, nó tạo nên cái hình ảnh lồng ruột này. Như vậy thì nếu người lớn mình chẩn đoán lồng ruột thì luôn luôn phải nghĩ đến nguyên nhân là do bướu. Rồi, tôi xin kết luận bài hôm nay. Như vậy là siêu âm là cái phương tiện chẩn đoán đầu tiên mà mình phải tiếp cận ở bệnh nhân đau hố chậu phải. Thì với bệnh nhân đau hố chậu phải thì cái việc đầu tiên là mình phải chẩn đoán cho được hoặc loại trừ cho được cái viêm ruột thừa cấp. Nếu lâm sàng rất là nghi ngờ mà siêu âm không chẩn đoán được thì phải cho bệnh nhân làm CT có thuốc tương phản. Điều đó có nghĩa là gì? Siêu âm nó không thể giải quyết hết được các trường hợp mà phải có cái CT kết hợp nữa. Cái ruột thừa viêm ở phụ nữ mang thai quý 2, quý 3 thì cái lúc đó cái ruột thừa nó di chuyển lên mạng sườn hoặc là 1/4 trên mạng phải. Thì lúc đó các bạn lưu ý phải tìm ở trên chứ không phải tìm dưới hố chậu phải nữa. Thì ngoài viêm ruột thừa thì có rất là nhiều bệnh lý cả nội và ngoại khoa đau gây đau vùng hố chậu phải. Và tôi hy vọng là sau cái bài này thì các bạn sẽ có cách tiếp cận và chẩn đoán tốt hơn cái bệnh lý đau cái hố chậu phải. Tôi xin cảm ơn các bạn.